Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh Xe đạp giá kho. Là một biker, chắc chắn quý chị sẽ có cho mình một chiếc xe đạp phù hợp, những đồ bảo hộ cần thiết và một sức khỏe dẻo dai. Nhưng làm sao để có một sức khỏe tốt và bền bỉ? Sau đây là 4 nguyên tắc để cải thiện sức bền cho mình nhé. Nguyên tắc 1, lên kế hoạch tập luyện cụ thể. Mà đã lên kế hoạch tập luyện cụ thể rồi thì cứ thế mà triển khai nha. Đừng quá gấp gáp và dẫn đến tập luyện quá sức là tới công chuyện luôn đó. Nguyên tắc 2, hít thở. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng mà nó rất là quan trọng đó. Hít thở đều thôi thì chưa đủ, quý anh chị cần phải kiểm soát được hơi thở của mình, tránh tình trạng thở dốc. Đồng thời, một tinh thần và sức khỏe thoải mái, quý anh chị có thể duy trì được nhịp thở nhẹ nhàng. Nhờ đó, quý anh chị có thể tiết kiệm được năng lượng và tránh được những cơn đau mệt mỏi. Không biết quý anh chị đang theo dõi video này, mình dành bao nhiêu thời gian để đạp xe? 45 hay 60 phút? Thì sau video này, mình thử tăng lên 60-120 và cố gắng chia nhỏ thời gian tập luyện và theo dõi buổi tập luyện của mình. Từ đó, sức bền sẽ ngày càng cải thiện, khỏe hơn và có hứng thú đạp xe hơn. Sau mỗi buổi tập luyện thì chúng ta nên làm gì? Đúng rồi, bổ sung năng lượng. Sau một buổi tập luyện, cơ thể của chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì thế, chúng ta không nên nhịn đói mà nên nạp ngay năng lượng cho cơ thể. Có thể ăn những bữa ăn nhẹ như bánh, kẹo, sữa, thanh năng lượng. Nhưng riêng em thì chỉ thích uống trà sữa mà thôi. Đồng thời, kết hợp việc thư giãn cơ đúng cách. Em lấy con xe XTC 800 Plus này ra, đảm bảo quý anh chị sức bền chỉ có một ngày đi lên mà thôi. Sau những gì em chia sẻ, nếu như quý anh chị còn thắc mắc điều gì hay muốn mua ngay một em xe thì để lại bình luận phía bên dưới nha. Và đừng quên like, share và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.